Cô Thảo xin chào các con. Sang đến tuần số 20 của chương trình Tiếng Việt 2 thì chúng ta sẽ học với một dạng tập làm văn mới, đấy chính là tập làm văn miêu tả. Và các con ơi, trong phần bài tập đọc của tuần số 20 thì cô đã hướng dẫn chúng ta một số cái kỹ năng mà mình làm về miêu tả, đúng không? Khi miêu tả thì mình sử dụng nhiều giác quan này, và khi miêu tả thì mình sử dụng cả biện pháp nhân hóa để trong quá trình mình miêu tả nữa. Và hôm nay cô sẽ nói kỹ hơn về các kỹ thuật này, một số cái kỹ thuật giúp chúng ta viết bài văn miêu tả hay hơn. Và bài của hôm nay chúng ta sẽ là tập làm văn tả ngắn về bốn mùa. Và trước khi học bài này, cô lưu ý chúng ta là phần tả và phần kể là hai phần khác nhau. Các con đừng bao giờ nhầm lẫn giữa một bài văn kể và một bài văn tả nhé. Và hôm nay trong bài tập này, cô sẽ hướng dẫn chúng ta các cách để chúng ta có thể viết một bài văn miêu tả hay và không bị nhầm lẫn sang bài văn kể, được chưa? Và trước khi vào bài học ngày hôm nay thì cô sẽ thử tài chúng ta một chút thông qua một trò chơi. Và trò chơi này có tên là game cuộc đua của các giác quan. Các con thử nhớ lại cho cô xem là con người có bao nhiêu giác quan nhỉ? Mình xem là mình có bao nhiêu giác quan nhé. Mắt thì mình gọi là thị giác, đúng không? Tai thì gọi là thính giác. Mũi thì là khứu giác. Lưỡi thì là vị giác. Và ngoài ra mình còn có xúc giác nữa, đúng không? Là để chỉ cảm giác, chạm vào có cảm giác gì. Thế đây mình sẽ dựa vào các giác quan của mình để mình thực hiện một yêu cầu cho cô Thảo. Đấy chính là đặt nhiều câu nhất liên quan đến bức ảnh, trong đó có sử dụng các giác quan để quan sát. Các con hiểu chưa nhỉ? Mình sẽ dùng các giác quan, ví dụ như là nếu mà làm mắt thì mình sẽ quan sát được màu sắc, đúng không? Màu sắc và hình khối hoặc là chuyển động là bằng mắt mình có thể quan sát được. Nếu khi chúng ta quan sát được bằng mắt rồi thì chúng ta hãy thử đặt câu với những cái từ mà mình quan sát được. Hoặc là khi mình quan sát bằng thính giác chẳng hạn, bằng thính giác thì mình hãy đặt câu với những cái từ ngữ được quan sát bằng thính giác đó. Các con hiểu không nhỉ? Và sau khi chúng ta làm xong bài tập này thì mình hãy quay trở lại mình xem đáp án của cô Thảo nhé. Và ở đây, đầu tiên câu số 1, những chiếc lá lộc non màu đo đỏ đua nhau trổ ra. Đây đúng không? Những cái lộc non màu đỏ đua nhau trổ ra. Thì đây là nhìn về màu sắc và nhìn về hoạt động. Ví dụ đua nhau trổ ra hoặc là màu đo đỏ. Thì đây chính là cô đã quan sát bằng giác quan nào? À, cô đã dùng thị giác để quan sát, đúng chưa? Tiếp tục. Bao trùm khắp cảnh vật là một màu xanh non phơi phới. Thì ở đây là có một màu xanh non phơi phới. Vậy thì cô lại dùng giác quan gì? À, chính là thị giác, đúng không? Câu số 3. Không khí ấm áp trong lành, thoảng đâu đây mùi hương dịu dịu của hoa lá. À, một mùi hương dịu dịu của hoa lá thì cô đã sử dụng giác quan gì hả các con? À, đó chính là khứu giác, đúng không? Chỉ có khứu giác mới giúp chúng ta có thể phân biệt được mùi hương. Tiếp tục. Từ trong vòm lá, những chú chim thi nhau hót ríu rít. À, đây có âm thanh ríu rít của tiếng chim. Vậy thì cô Thảo một lần nữa, cô Thảo đã sử dụng, đó là sử dụng thính giác để cô Thảo miêu tả lại một cái bức tranh này. Như vậy là với cái phần cuộc đua của các giác quan thì chúng ta đã sử dụng rất nhiều giác quan để mình miêu tả về một bức tranh. Và bây giờ cô Thảo và các con sẽ cùng nhau vào bài tập số 1 để mình biết được là văn miêu tả có những đặc trưng gì và làm thế nào để có thể viết được một bài văn miêu tả hay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài tập số 1 ở trang sách giáo khoa trang 21 để mình tìm hiểu kỹ hơn thế nào là văn miêu tả và làm thế nào có thể viết được một bài văn miêu tả hay. Bài số 1. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Xuân về, thế là mùa xuân mong ước đã đến. Đầu tiên từ trong vườn, mùi hoa hồng, hoa huệ thơm nức. Trong không khí, không còn ngửi thấy hơi nước lạnh lẽo mà đầy hương thơm và ánh sáng mặt trời. Cây hồng bì đã cởi bỏ hết những cái áo lá già đen thủi. Các cành cây đều lấm tấm mầm xanh, những cành xoan khẳng khiu đương trổ lá, lại sắp buông tỏa ra những tán hoa sang sáng, tím tím. Ngoài kia, rặng dâm bụt cũng sắp có nụ.
Như vậy, đây là một đoạn văn miêu tả về mùa xuân của nhà văn Tô Hoài. Và đây câu A, thầy câu hỏi chúng ta, những dấu hiệu nào báo hiệu mùa xuân đến? Vậy chúng ta thử xem trong đoạn văn này những dấu hiệu nào báo hiệu mùa xuân đến. Đầu tiên là từ trong vườn có mùi hoa hồng là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu mùa xuân đến. Thứ hai, hoa hồng này, hoa huệ thơm nức. Rồi, không khí thế nào? À, không khí thì không còn thấy hơi nước nữa mà không khí đầy hương thơm và ánh sáng mặt trời. Tiếp tục, cây hồng bì lúc này lấm tấm mầm xanh, đúng không? Mùa xuân là mùa của cây cối phát triển đâm chồi và nảy lộc, đúng chưa? Thì đây, cành cây đều lấm tấm mầm xanh chính là một đặc trưng rõ nhất của mùa xuân. Những cành xoan thì trổ lá này, hãy sắp nở hoa sang sáng tím tím, đúng chưa? Đấy, trổ lá và ra hoa. Đó chính là những đặc trưng. Hoặc là dạng dâm bụt cũng có nụ. Tất cả những điều này thể hiện sự sinh sôi, nảy nở và phát triển của cây cối. Nó cũng là dấu hiệu của mùa xuân. Và câu B, tác giả đã quan sát mùa xuân bằng những cách nào? Ở đây thầy câu hỏi chúng ta là tác giả quan sát mùa xuân bằng những cách nào? Nhìn này, nghe này hay là ngửi? Thế đây mình thử xem nhé. Thế là mùa xuân mong ước đã đến. Đầu tiên từ trong vườn mùi hoa hồng, hoa huệ thơm nức. Vậy đây làm thế nào để có thể nhận biết được mùi hoa? À, đó chính là nhờ khứu giác, đúng không? Vậy thì mình sẽ trả lời. Tác giả đã quan sát mùa xuân bằng khứu giác, đúng chưa, là để ngửi. Tiếp tục. Đây. À, cây cành cây đều lấm tấm mầm xanh. Thế thì làm thế nào để biết được mầm cành cây lấm tấm màu xanh? À, chỉ có cách là mình dùng mắt nhìn, đúng không? Vậy thì lại dùng, đó là dùng thị giác để quan sát. Tiếp tục. Những cành xoan khẳng khiu đương trổ lá lại sắp buông tỏa ra những tán hoa sang sáng tím tím. Ngoài kia dạng dâm bụt cũng sắp có nụ. Vậy đây tác giả đã dùng thị giác, phần lớn dùng thị giác và dùng khứu giác để quan sát. Và sau khi chúng ta xem học xong phần câu 1, chúng ta đã có một cái nhìn khái quát hơn về văn miêu tả và một số cách quan sát trong văn miêu tả. Vậy thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu về tả ngắn về mùa. Trong sách giáo khoa có yêu cầu chúng ta là viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè. Tuy nhiên tùy từng trường khác nhau và thầy cô sẽ cho chúng ta những cái đề, ví dụ viết về mùa hè hoặc là mùa xuân, mùa thu hoặc là mùa đông. Chính vì vậy mà hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta một cái cách chung nhất để mình có thể viết được một bài văn tả ngắn về mùa, để các con vào đề nào các con cũng có thể làm được. Ở đây giản ý. Đây chính là sơ đồ tư duy về dàn ý của bài văn tả mùa. Các con lưu ý, với các ý ở đây thì mình nhớ hết cho cô và trong bài văn của mình cần phải lưu ý. Thứ nhất, đấy chính là về giới thiệu. Thì ý đầu tiên là mình cần giới thiệu là mình định tả về mùa nào và cái mùa đấy nó bắt đầu vào thời gian từ tháng mấy đến tháng mấy. Ý số 2 là thời tiết và khí hậu của mùa này ra sao. Thì thời tiết mùa xuân thế nào, mùa hạ ra sao, mùa thu thế nào và mùa đông như thế nào thì chúng ta lưu ý. Tiếp tục là cảnh vật. Cảnh vật ở đây mình có thể tả về mặt trời này, có thể tả về cây cối này, về hoa lá, về chim chóc. Nhưng trong phần tả cảnh vật này các con lưu ý cho cô, mỗi mùa đều có những đặc trưng về cảnh vật khác nhau. Chính vì vậy mình sẽ chọn những cái cảnh vật đặc trưng nhất. À, cô ví dụ như hoa hồng. Hoa hồng là một loài hoa mà mùa nào cũng có. Thì khi trong quá trình mà mình miêu tả thì mình không nên chọn hoa hồng để mình miêu tả ở trong các mùa. Ví dụ có những đặc trưng như sau. Nói đến mùa hạ thì người ta sẽ nghĩ đến hoa phượng đỏ, đúng không? Nói mùa hạ nghĩ đến hoa phượng đỏ. À, nói đến mùa xuân thì người ta nghĩ đến những mầm non mới nhú, đúng chưa? Ví dụ như cây bàng mùa xuân là sau mùa đông thay áo thì đến mùa xuân sẽ nhú lên đâm chồi nảy lộc đấy. Thì mình lưu ý là những cái cảnh vật này cần chọn những cảnh vật đặc trưng nhất. Ví dụ mùa hạ thì có hoa sen, có hoa cúc này, đúng chưa? Đó. Tiếp tục, hoạt động của con người. Thì vào cái thời điểm này, vào mỗi mùa, tùy từ mỗi mùa tương ứng thì con người thường làm gì và con cảm thấy như thế nào về những hoạt động đó. Ví dụ như vào mùa hè thì chúng ta có một hoạt động chúng ta thích nhất, đấy là hoạt động chúng ta được nghỉ hè, đúng không? Hay là vào mùa xuân thì chúng ta có ngày lễ cổ truyền, Tết cổ truyền.
Tiếp tục, ý cuối cùng là phần tình cảm. Con sẽ nói được rằng tâm trạng này, tình cảm này, kỷ niệm của con về các mùa đó. Sau khi chúng ta nhớ và chúng ta ghi được cái phần sơ đồ tư duy này vào vở của mình thì sau đây cô sẽ hướng dẫn chúng ta chi tiết từng phần để mình làm một cách kỹ hơn nhé. Đầu tiên là cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách viết một số cách để viết văn miêu tả hay. Thứ nhất là mình sử dụng nhiều giác quan để quan sát. Ví dụ mình dùng thị giác để mình nhìn được màu sắc cây cối như thế nào, hoa lá ra sao, hoa có màu gì, rực rỡ như thế nào, màu sắc và hình khối. Thính giác tức là âm thanh, ví dụ mình có thể nghe thấy chim hót trong vòm lá này, mình có thể nghe thấy tiếng gió vi vu vào mùa thu này. Thứ ba về vị giác. Vị giác thì thường mình sẽ dùng để tả về hoa quả vào mùa hè, đúng không? Bởi vì mùa hè có rất nhiều nắng và mùa hè là mùa của quả chín. Chính vì vậy mình có thể tả bằng vị giác. Khứu giác là mùi hoa thơm hay là mùi không khí hoặc là mùi hoa quả, đúng chưa? Xúc giác là chạm tay vào và cảm nhận như thế nào. Ví dụ, những cái mầm non khi chạm vào thì mình thấy xanh xanh thế nào nhỉ? Một cái màu xanh và một màu xanh non sờ vào mịn như nhung với những cái lá mà nó có cái lớp lông bên trên. Thì đấy là xúc giác. Đó. Vậy thì tùy từng mùa và tùy từng cảnh vật các con lựa chọn. Nhưng lưu ý cho cô, khi viết bài văn về miêu tả mùa thì chúng ta lưu ý sử dụng ít nhất ít nhất là hai giác quan. Đừng bạn nào chỉ sử dụng mỗi giác quan đấy là thị giác. Chúng ta sử dụng ít nhất hai giác quan để viết đoạn văn miêu tả cho cô. Còn bạn nào viết tốt hơn thì chúng ta có thể sử dụng 3 giác quan, 4 giác quan, đấy là tùy các con. Nhưng mà nhớ cho cô là sử dụng ít nhất hai giác quan để miêu tả. Tiếp tục. Kỹ thuật số 2 đấy chính là sử dụng so sánh và nhân hóa để viết câu văn hay. Về so sánh và nhân hóa thì chúng ta khá là quen thuộc. Bởi trong chương trình kỳ 1 cô đã hướng dẫn rất nhiều về biện pháp so sánh rồi. Và kỳ 2 trong bài tập đọc gần đây nhất, bài Mùa Xuân Đến, cô cũng đã hướng dẫn chúng ta về biện pháp nhân hóa rồi. Thì ở đây cô sẽ nhắc lại cho chúng ta. Về so sánh thì mình sẽ sử dụng từ như. Ví dụ như nếu mà miêu tả mặt trời thì mình có thể sử dụng là mặt trời nhô lên tròn như lòng đỏ quả trứng. Những chiếc lá non vừa nhú như những mũi tên nhọn hoắt. Thì đây mình có từ như để mình so sánh, giúp cho các sự vật được miêu tả một cách sinh động và cụ thể hơn. Về nhân hóa, nhân hóa là cái biện pháp mà mình dùng những từ ngữ chỉ gọi con người, chỉ những hoạt động của con người để gọi cho vật thì gọi là nhân hóa. Nhân có nghĩa là người, hóa có nghĩa là biến hóa, biến đổi. Tức là dùng những từ của con người để gọi cho con vật thì gọi là nhân hóa. Thì đây, trong vòm lá của cây đa, từng đàn chim gọi nhau ý ới. Vậy thì mình xem câu này đâu từ nào là từ nhân hóa nhỉ? À, mình có từ đây là từ gọi, đúng không? Chim thì không biết gọi. Gọi là cái từ mà để con người với các bạn gọi nhau, đúng chưa? Thế thì ở đây là từ gọi là sử dụng biện pháp nhân hóa. Và các con lưu ý, với chương trình của Tiếng Việt 2 thì cô rất là kỳ vọng các con có thể viết được những bài văn miêu tả mà mình vừa được sử dụng được so sánh và vừa sử dụng được nhân hóa. Và mình chỉ cần mỗi một bài của mình cần một câu so sánh và một hình ảnh nhân hóa là được rồi. Nhá, các con lưu ý để mình cố gắng. Và bây giờ chúng ta sẽ sang với cái phần đầu tiên là cái phần giới thiệu. Làm thế nào để có một bài văn với cái phần giới thiệu thật là ấn tượng? Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta. Có rất nhiều cách để có thể giới thiệu trong một bài văn miêu tả. Và cách đầu tiên là giới thiệu trực tiếp. Trong bốn mùa xuân hạ thu đông, em thích nhất là mùa thu. Hoặc là trong bốn mùa xuân hạ thu đông, em thích nhất là mùa đông chẳng hạn. Thì đây là cách giới thiệu trực tiếp. Cách này thì bạn nào cũng có thể làm được. Nhưng với những bạn mà mình học chương trình nâng cao hơn, hoặc với những bạn mà mình kỳ vọng là mình học để mình trau dồi khả năng viết lách của mình, thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta các cách khác sẽ hay hơn, nhưng mà chắc chắn là sẽ khó hơn một chút và phức tạp hơn một chút. Cách 2 là giới thiệu bằng câu bộc lộ cảm xúc. Giới thiệu bằng bộc lộ cảm xúc nó cũng chính là cái cách mà ở trong sách giáo khoa, trong bài Xuân Về của tác giả Tô Hoài đã sử dụng, đúng không? Thế là mùa xuân mong ước đã đến. Hoặc mình có thể giới thiệu một câu khác: ôi mùa hè đến thật rồi, và một câu cảm thán. Thì đây chính là cách giới thiệu bằng bộc lộ cảm xúc. Và bây giờ tiếp theo, cách số 3 là giới thiệu bằng hình ảnh so sánh. Cái cách này sẽ phức tạp hơn một chút, nó đòi hỏi chúng ta phải có vốn từ.
Thì đây, nếu mùa xuân là mùa của lộc non trồi lá, đua nhau phát triển, thì mùa hè lại là mùa của hoa thơm quả chín. Và đây cũng là mùa mà em yêu thích nhất. Đây chính là cách giới thiệu bằng so sánh. So sánh là đặt hai vế song song với nhau. Nếu mùa xuân là mùa của lộc non trồi lá và mùa hè là mùa của hoa thơm quả chín, tức là đặt hai hình ảnh song song với nhau và mình sẽ chọn một hình ảnh để mình miêu tả. Ví dụ, và đây cũng là mùa mà em yêu thích nhất. Tiếp tục, cách số 4. Mình có rất là nhiều cách để giới thiệu đúng không? Để chúng ta phù hợp, chúng ta ưa thích cách nào chúng ta có thể sử dụng cái cách đấy. Giới thiệu bằng cách miêu tả cảnh vật đặc trưng. Như cô đã nhắc, cảnh vật đặc trưng có nghĩa là mỗi một mùa sẽ có một cảnh vật đặc trưng khác nhau và mình sẽ chọn đúng cái cảnh vật đó để mình làm cách dẫn dắt ra cái bài văn của mình. Ví dụ, khi những chùm hoa phượng đỏ rực trên cây, nở đỏ rực trên cây, đó là lúc mùa hè đã đến. À, đây là một bài văn phần giới thiệu mà cô Thảo dùng để giới thiệu về mùa hè, đúng không? Với cách số 5, giới thiệu bằng âm thanh. Thì cái cách này là một cách giới thiệu bài bằng cách gián tiếp, một cách rất là hay nhưng mà cũng không hề khó khăn, bất cứ bạn nào cũng có thể làm được phần này. Ví dụ mình sẽ đưa ra một âm thanh. Nếu mùa hè thì mình có thể lấy hình ảnh, lấy âm thanh của con ve, đúng không? Ve 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 để mình kêu, mình viết vào đây. Ở đây là rào 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 là tiếng của mưa. Khi những cơn mưa trắng trời đổ xuống cũng là dấu hiệu của mùa hè bắt đầu. Đấy, thế thì đây là giới thiệu bằng âm thanh. Sau khi chúng cô đã hướng dẫn chúng ta xong phần giới thiệu thì trong phần giới thiệu của mình còn một ý nữa, đó là cái mùa đấy nó bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy, đúng không? Thế vậy thì bây giờ chúng ta quan sát hai hình ảnh này, mình thử xem hình ảnh nào là mùa nào. Đầu tiên, hình ảnh đầu tiên, rất nhiều hoa lá đúng không và giọt sương, thì đây chính là mùa xuân rồi, và mùa xuân sẽ bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 3. Mình ghi nhớ những thông tin này để trong quá trình mình viết bài văn miêu tả cho chính xác nhé, đừng bạn nào nhầm giữa mùa này với tháng kia. Tiếp tục, mùa tiếp theo là mùa hè từ tháng 4 đến tháng 6. Mùa thu thì từ tháng 7 đến tháng 9 và mùa đông là từ tháng 10 đến tháng 12. Đó. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn chúng ta xong cái phần đầu tiên, đấy là phần giới thiệu, tức là giới thiệu mùa nào và diễn ra trong thời gian nào. Bây giờ mình cùng xem là cái thời tiết khí hậu của các mùa như thế nào. Đây. Dựa vào các bảng thời tiết này, các con có đoán được đâu là mùa nào không? À, thời tiết ấm áp, không khí trong lành thì đây là mùa xuân. Thời tiết giá buốt, không khí lạnh lẽo, đây là mùa đông, đúng không? Ông mặt trời tỏa ánh nắng chói chang làm thời tiết nóng bức, không khí oi ả, đây chính là mùa hè. Và chắc chắn rồi, phần cuối này là phần mùa thu, thời tiết bắt đầu se se lạnh. Và các con nhớ những đặc trưng về thời tiết để mình viết bài văn miêu tả cho chính xác. Tiếp tục phần tiếp theo, đây là phần về cảnh vật. Cảnh vật, nếu mà nói đến mùa hè thì mình nên tả nhiều một chút về mặt trời, đúng không? Nếu nói về mùa xuân thì mình tả một chút về cây cối, hoa lá. Còn nếu nói về mùa hè thì mình sẽ tả về muôn hoa đua sắc này và quả chín khắp nơi, đúng không? Nhiều quả chín. Chim chóc, về chim chóc thì mình sẽ thường tả vào về mùa xuân này, mùa thu này hay là mùa hạ, đúng không? Thì lúc này khi mình tả, mình có thể kết hợp phần cảnh vật này, là mình có thể kết hợp được so sánh, kết hợp được nhân hóa, kết hợp được miêu tả các giác quan. Ví dụ mình nhìn màu sắc như thế nào, mình cảm nhận được cái nắng nóng ra sao, cảm nhận được cái thời tiết lạnh như thế nào. Thì đấy là chính là các giác quan. Nhớ nhé, phần cảnh vật là phần mình lưu ý sử dụng các giác quan. Tiếp tục sang đến hoạt động của con người, thì mình thử xem với mỗi mùa có những hoạt động gì. Mùa xuân thì thường đi lễ chùa, cầu may này, hay tham dự các lễ hội này, đúng chưa? Mùa hè thì là nghỉ hè, đi nghỉ mát, đi chơi. Đấy. Mùa thu là ngày tựu trường này. Rồi mùa thu thì có những, vì mùa thu là mùa có nhiều gió cho nên là có những hoạt động như là thả diều, đúng không? Đấy. Cuối cùng là về tình cảm, tâm trạng tình cảm, kỷ niệm của các con như thế nào? Ở đây có một phần cô lưu ý chúng ta, đấy là phần kỷ niệm. Trong chương trình Tiếng Việt 2 thì chúng ta không bắt buộc là phải viết phần này. Nhưng cô rất kỳ vọng với những bạn nào mà mình muốn trau dồi khả năng viết văn đó sâu sắc hơn thì mình nên bổ sung phần kỷ niệm của em mỗi khi tới mùa đó. Tức là với mỗi mùa đấy mình có kỷ niệm nào mình nhớ nhất thì mình sẽ ghi vào. Thì đây cũng là cái ý này, cũng là những ý mà lên lớp trên mình sẽ được học. Và là một ý bắt buộc trong những bài văn tả cảnh.
Thế thì chúng mình lưu ý mình rèn luyện từ lớp 2 để mình có một cái nền tảng vững chắc cho những chương trình tiếp theo ở các lớp lớn hơn. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn chúng ta xong cái phần viết bài văn miêu tả về mùa. Và các con lưu ý đây là bài văn miêu tả mà đầu tiên mà chúng ta viết. Chính vì vậy mà các con lưu ý cho cô, mình áp dụng cho cô quan sát bằng các giác quan và các kỹ thuật sử dụng như sử dụng nhân hóa, sử dụng so sánh để mình viết câu văn hay hơn. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Thảo tạm biệt và hẹn gặp lại các con.